Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm thử bánh hạt sen nướng ha. Thì nó cũng giống như là cái bánh khoai lang nướng gì đó các bạn, nhưng mà hôm nay là mình làm thử cái hạt sen mình ăn lên xem như thế nào nha. Thì nguyên liệu mình cũng chuẩn bị thì mình cũng có là 100g hạt sen, 100g bột mì, 2 cái trứng gà, 3 muỗng canh đường, 150g nước cốt dừa với lại một tí xíu muối và một ít bơ lạc. Thì trước tiên là mình sẽ nấu hạt sen lên trước để cho nó mềm trước nha các bạn. Thì mình sẽ cho hạt sen vào trong một cái nồi là mình nấu. Thì mình sẽ cho thêm một tí xíu muối nha. Và mình nấu cho hạt sen mềm rồi á, khi mà nó mềm rồi thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn cùng xem nha. Hạt sen á là mình nấu á cũng đã mềm rồi các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ vớt cái phần hạt sen ra. Cái nước này một hồi chút xíu mình cũng lấy một ít á để mình cho vào trong cái phần bánh á để cho nó thơm á các bạn. Tắt bếp luôn ha. Thì mình sẽ lấy một ít nước, lấy một ít thôi chứ không lấy nhiều nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lên nhà trên đó là mình sẽ nghiền cho cái hạt sen của mình nó nhừ ra ha. Bây giờ là mình sẽ nghiền cho hạt sen cho nó nhừ ra các bạn, và sau đó thì mình sẽ cho bột vào cái tim mình nó còn. Giờ là mình sẽ nghiền đi một hồi chút xíu nữa là mình sẽ cho bột này, cho đường, cho nước cốt vào trong đây hết luôn. Mình sẽ cho trứng gà vào nha. Thì một trứng á thì mình sẽ cho luôn chồng trắng, còn một trứng kia mình chỉ lấy chồng đỏ thôi các bạn. Là mình sẽ khuấy lên đường nè, mình sẽ cho vào hết luôn, muối mình cũng cho vào đây luôn ha, với lại bơ thì mình sẽ cho vào một muỗng, mình sắn một muỗng nha các bạn. Rồi, bây giờ là mình sẽ đánh cho nó đều ra, đánh cho cái đường tan ra, rồi sau đó mình sẽ cho nước cốt vào nha. Đánh đường này với lại bơ nè, mình đánh cho nó đều, nó hòa quyện với nhau rồi á thì mình sẽ cho nước cốt nè, rồi mình cho bột vào luôn với lại một ít sữa đặc nữa các bạn. Mình sẽ cho một giá nha. Rồi bây giờ mình sẽ quậy đều lên, rồi sau đó mình sẽ cho bột vào. Rồi sau đó thì mình sẽ cho bột vào đây luôn, cho hết bột luôn nha các bạn. Rồi mình khuấy cho bột nó hỗn hợp cho nó đều lại rồi á thì mình sẽ đem xuống nhà sau mình nướng thôi. Thì mình cũng chuẩn bị một cái chảo chống dính rồi nè các bạn. Thì mình sẽ cho một ít dầu ăn vào trong cái chảo ha. Rồi mình sẽ lan ra. Thì mình cũng chuẩn bị một miếng giấy bạc nè, với lại giấy nến. Thì nếu mà ở nhà các bạn mà không có giấy nến á, hoặc là giấy bạc thì mình có thể là mình thay thế bằng lá chuối ha. Bây giờ mình sẽ để vào một trong cái, để vào trong chảo nè. Mình sẽ lót hai miếng, một miếng giấy nến và một miếng giấy bạc. Giấy bạc thì nằm dưới, cái nến nằm trên ha. Thì giờ bột mình khuấy nó cũng đã được rồi nè các bạn. Thì giờ mình sẽ để vào trong cái chảo luôn và mình sẽ nướng bánh. Các bạn thấy nè, bánh nghe mùi nó
thơm mùi hạt sen dữ lắm luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ đem xuống nhà sau á, mình bắt lên bếp luôn ha. Mình cũng bắt cái chảo lên bếp ha, thì mình sẽ bật bếp lên, thì mình sẽ để cái mật lửa cho nó nhỏ ra các bạn. Tại lúc mà mình mới vừa nướng á, mình để lửa cao quá thì cái bánh của mình thứ nhất là nó mau chín, thứ hai là nó sẽ dễ bị khét nữa. Cho nên là mình để cái lửa nhỏ, thiệt là nhỏ ngay lúc đầu luôn, đặng cho cái bánh của mình nó sẽ chín đều và nó sẽ có màu vàng đều đẹp hơn á các bạn. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại ha, khi nào mà bánh chín á, thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn cùng xem nha. Bánh á, từ nãy giờ mình nướng là cũng nghe mùi thơm rồi nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ thăm trần nha. Đó, giờ cái phần bánh cái mặt ở trên nè nó ráo rồi, bây giờ là mình sẽ trở bánh nha. Mình sẽ dùng một cái nắp này mình sẽ trở bánh luôn. Sao tự nhiên nó có cái lỗ lỗ này là sao đây? Bây giờ thôi để mình để chở bánh xuống và mình sẽ để bánh khoảng trong vòng là 10 phút nữa thôi là bánh mình nó sẽ vàng đều rồi các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ đậy nắp lại luôn ha. Rồi một hồi nữa là mặt bên bánh bên dưới nó vàng rồi thì mình sẽ lấy ra thôi. Bánh thì bây giờ mình nghe mùi thơm rất là nhiều rồi các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ tắt bếp luôn ha. Bây giờ là mình sẽ chở cái mặt bánh nè. Đây, ở này các bạn thấy là bánh mình nướng là nó lên vàng đều, nó đẹp hơn rồi ha. Thì bánh này bây giờ mình sẽ chờ cho nó nguội. Nó nguội rồi mình sẽ cắt ra cho các bạn cùng xem nha. Bánh hạt sen á, mình cũng đã nướng xong rồi. Hồi nãy giờ mình cũng chờ bánh nó nguội rồi đó các bạn. Thì mình cũng có cắt sẵn rồi đó. Thì bây giờ là mình cũng mời cả nhà thưởng thức chung với mình nha. Đây các bạn. Đây, các bạn thấy là cái dĩa bánh của mình nè, nhìn nó rất là ngon nè. Ở dưới bên cái lớp bánh mà bên dưới á thì nó hơi vàng tí xíu ha. Đó, ở dưới đây cũng còn một ít nữa nè. Bây giờ là mình sẽ dùng thử thôi. Cái bánh này để mình ăn là nó rất là thơm mùi hạt sen dữ lắm luôn các bạn. Nhưng mà mình thấy cái dĩa bánh lên á, cái bánh lên là nhìn nó giống như là cái bánh đậu xanh vậy đó các bạn, chứ không có phải là giống như là cái bánh khoai lang ha. Đây, các bạn thấy là nó văng văng hạt sen khi mà mình nghiền á. Mình nghiền nó cũng còn cái hạt như vậy, nó còn văng văng lên. Còn nếu mà các bạn mà xay á thì nó rất là nhuyễn. Nó nhuyễn dữ lắm, ăn nó sẽ không có ngon. Nhưng mà mình ăn như vậy nó rất là ngon, cái độ bột là nó vừa phải lắm luôn. Nó không có bị khô mà cũng không có bị nhão. Ăn nó rất là ngon các bạn. Nhưng mà nó rất là thơm mùi hạt sen lắm luôn. Tại vì mình nghĩ là tại vì mình cũng đang muốn ăn mà cái bánh khoai lang, nhưng mà mình không biết đó là mình ăn hoài thì nó sẽ ngán. Cho nên là mình sẽ làm thử cái bánh hạt sen như vậy, mình ăn coi nó có khác. Nó có khác thứ nhất là khác bánh đậu xanh hay không, hoặc là nó có khác cái bánh khoai lang hay không. Nhưng mà nó ăn lên là rất là khác, khác hoàn toàn nha các bạn. Thì các bạn cũng làm ăn thử đi. Cái hạt sen thì thứ nhất là mình ăn nó cũng mát nè, thứ hai cũng tốt cho sức khỏe nữa. Cho nên là mình cũng làm ăn thử đi ha. Thì video của mình là sẽ kết thúc tại đây. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.